Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái Docker trên hệ hành Windows 10. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái thằng Docker. Thì các bạn phải vô cái trang doc.docker.com. Thì đây, thì các bạn phải vô đây và đọc và tìm hiểu về cái thằng Docker đây. Các bạn phải vô cái mục ghé tạp tỉnh để tìm hiểu này, và các bạn có thể mục why để tìm hiểu về Docker này. Thì ở đây nó có cái phần Docker view này, thì nó giới thiệu về Docker này. Thì cái Docker là một cái nền tảng cho việc phát triển, chuyển giao và chạy các ứng dụng. Thì Docker cho phép chúng ta là phân biệt cái việc phát triển của cái ứng dụng của các bạn khỏi cái kết cấu nền. Vì thế là chúng ta có thể chuyển giao cái sản phẩm phần mềm của chúng ta một cách nhanh chóng. Thì với cái Docker này thì chúng ta có thể quản lý cái kết cấu nền tương tự như là chúng ta quản lý cái ứng dụng của chúng ta. Thì ưu điểm của thằng Docker này là chuyển giao, kiểm thử và deploy code nó được nhanh chóng. Đó, thì các bạn có thể giảm thiểu được cái việc mà bị trễ, bị trì hoãn giữa việc code và việc test cũng như là chạy ứng dụng. Ở đây thì nó có một cái ý là nó phân biệt cái gọi là chia tách cái ứng dụng của các bạn khỏi cái kết cấu nền. Thì cái này tức là sao? Thì cái này tức là ví dụ như các bạn khi mà các bạn phát triển một cái ứng dụng về .NET thì các bạn cần phải cài đặt cái môi trường của các bạn chạy trên Windows Server thì các bạn mới chạy được. Còn nếu mà một cái ứng dụng khác mà các bạn phát triển sử dụng Java thì các bạn cần phải chạy trên cái môi trường như là Linux, rồi môi trường Tomcat, vân vân. Thì việc cài đặt môi trường này nọ thì nó rất là phức tạp. Thì thành ra người ta mới tạo ra cái thằng Docker này để cho chúng ta quản lý cái việc xây dựng cái kết cấu nền dựa trên cái Docker này để cho nó thuận tiện hơn cho chúng ta. Thì ở đây nó có cái giải thích là về cái Docker platform này. Thì ở đây nó giải thích là cái Docker nó cung cấp cho chúng ta khả năng đóng gói và chạy ứng dụng của chúng ta trong một cách trong một cái môi trường lỏng lẻo, nó gọi là một cái container. Thì các bạn cứ hiểu là cái Docker nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái môi trường tương tự như là một cái server để chúng ta chạy cái ứng dụng của chúng ta. Thì trong cái Docker thì nó sẽ có mấy cái khái niệm gọi là container. Thì container sẽ chứa những cái gì đó mà nó cần thiết cho cái ứng dụng của chúng ta để cho ứng dụng chúng ta chạy. Rồi ở đây thì nó có cái mục là tôi có thể sử dụng Docker cho những cái mục đích gì, thì các bạn phải đọc và tìm hiểu ở đây này. Nếu mà các bạn nào mà muốn đi theo hướng FOps thì các bạn nên tìm hiểu sâu về cái thằng Docker này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái Docker Architecture. Thì cái kiến trúc của Docker thì nó sẽ gồm những cái ba thành phần chính. Đầu tiên là cái Docker Lion, tiếp theo là cái Docker Host, và cuối cùng là cái Distro. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn như sau. Thì đầu tiên là cái Docker Lion, thì nó là các bạn hiểu đơn giản cái Docker Lion này mấy cái lệnh command line như là Docker build, Docker pull, Docker run vân vân. Thì cái mấy cái lệnh command line này để dùng để chúng ta tương tác với lại cái Docker host. Rồi. Thì mấy cái lệnh này nó sẽ tương tác với cái Docker host và tương tác với cái Docker registry của chúng ta. Rồi tiếp theo thì tôi giải thích cho các bạn về cái Docker host này. Thì cái Docker host thì các bạn hiểu nó giống như là một cái hosting hay là một cái server để chúng ta chạy cái ứng dụng của chúng ta. Và bên trong cái Docker host này thì nó sẽ có mấy cái thành phần như là Docker daemon, mấy cái image, mấy cái container. Thì mấy cái container này sẽ sử dụng để mà chạy mấy cái image của chúng ta. Thì mấy cái image này chúng ta sẽ download từ trên cái register này về. Đó, rồi tiếp theo tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái Docker registry. Thì Docker registry này nó giống như là một cái nơi để mà lưu trữ các resource của chúng ta, như là cụ thể là các email, ví dụ như là các email về môi trường chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể tự tạo ra một cái register riêng của các bạn để các bạn deploy mấy cái email riêng của các bạn. Ví dụ như là khi các bạn build source code, các bạn ra được một cái email nào đó thì các bạn sẽ deploy cái email của bạn hay cái Docker register của bạn ở trên một cái máy nào đó, và các
developer khác sẽ download cái email của bạn về và sử dụng. Đó, rất là thuận tiện. Đó, thì ở đây thì nó còn mấy số cái thành phần khác như là Docker Daemon này, Docker Lion, nó cũng giải thích cụ thể cho các bạn này. Nói theo là cái Docker Desktop, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái Docker Desktop. Thì cái Docker Desktop này là một cái tool để chúng ta cài đặt cái môi trường cho cái Docker của chúng ta để chúng ta sử dụng. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái các thành phần khác thì các bạn có thể đọc tiếp xuống bên dưới này. Đó, thì tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt cái thằng Docker Desktop này. Thì các bạn sẽ quay trở lại và các bạn vô cái mục download và install này. Đó, thì các bạn chọn cái nền tảng tương ứng với cái máy của bạn. Ví dụ ở đây có ba cái nền tảng này, cho Mac này, cho Windows này, cho Linux này. Thì tôi sẽ chọn cái nền tảng cho Windows này. Đó, thì các bạn cần nick cho, tôi sẽ nick cho cái button Docker Desktop for Windows và tôi download về này. Đó, thì bây giờ nó bắt đầu download về cho tôi này. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn về cái setup requirement, tức là những cái yêu cầu đối với cái hệ điều hành của bạn. Thì ví dụ như ở đây thì nó có hai cái tùy chọn để cho các bạn cài đặt cái Docker Desktop này. Thì có cái tùy chọn là WSL True Backend này. Đó, thì ở đây thì nó có giới thiệu là cái nền tảng của bạn thì phải là Windows 11, Windows 10, các phiên bản như Home, Pro, Enterprise hoặc là Education này. Đó, với cái version như vậy. Rồi các bạn phải enable cái WSL2 feature trên Windows này. Rồi tiếp theo là cái yêu cầu về cái phần cứng này. Phần cứng thì các bạn phải xài cái hệ độ bộ vi xử lý 64 GB này. Rồi RAM này tối thiểu là 4 GB này. Rồi tiếp theo là mấy cái BIOS này. Đó. Rồi nếu mà các bạn chọn cài đặt, nó còn có cái tự chọn thứ hai để cài đặt là Hyper-V Backend and Windows Container. Thì tự chọn này nó sẽ dành cho cái phiên bản Windows 10, phiên bản Windows 11 với cái bản Pro, đó, bản Enterprise hoặc là bản Education. Còn riêng đối với cái bản Windows 10 hoặc là Windows 11 phiên bản Home thì các bạn cần phải sử dụng cái tùy chọn thứ nhất này, WSL True Backend ở đây. Đó, thì các bạn cần phải chú ý là các bạn cần phải enable cái WSL2 True Feature on Windows. Thì các bạn có thể đọc chi tiết về cái hướng dẫn của nó ở đây. Đó. Đó, thì ở đây thì nó có hướng dẫn cho bạn cài đặt qua rất là nhiều bước khác nhau này. Nếu mà các bạn xài cái Windows Home thì các bạn sẽ phải qua rất là nhiều cái bước khác nhau này. Ví dụ như các bạn phải manual install cái thằng WSL này, có qua các step như vậy. Đó, còn máy của tôi thì tôi cái version máy của tôi là Windows 10 bản Pro, thì tôi sẽ đi chọn cài đặt theo cái tùy chọn của cái tùy chọn thứ hai này. Thì tôi sẽ kiểm tra cái version, cái phiên bản của Windows của tôi bằng cái lệnh là nhấn Windows cộng với lại cái phím R. Đó, rồi tiếp theo thì nó sẽ hiện lên một cái hộp thoại như vậy và các bạn nhấn nhấn cái chữ là Winver như vậy và các bạn đánh chữ OK này. Đó, ví dụ như là cái Win của tôi này, nó kêu là nó show lên là Win của tôi là Windows 10 Pro này. Thì tôi khuyên là các bạn nên cài đặt cái Windows mà xài mấy cái bản như bản Pro á, vì cái bản Pro này thì nó là cái phiên bản mà đầy đủ chức năng nhất. Và nhất là các bạn, đối với các bạn là học về lập trình thì các bạn nên xài cái phiên bản này, vì cái phiên bản này nó sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ các tài nguyên, các kỹ thuật để chúng ta sử dụng. Tại vì khi mà chúng ta học lập trình thì chúng ta cần phải cài đặt rất là nhiều cái tool rồi, cũng như cài đặt môi trường, ví dụ như là về cài đặt database như là MySQL Server hoặc là Microsoft SQL Server, rồi cài đặt Docker vân vân, rồi cài đặt mấy cái IDE này nọ. Thì nhiều khi nó cần phải ví dụ như nếu mà các bạn xài cái Windows phiên phiên bản mà Windows Home chẳng hạn, thì nó chỉ có những cái tính năng cơ bản thôi. Rồi khi mà các bạn cài đặt, ví dụ như nó có sự cố gì đó, nó fail là cái Windows của các bạn fail luôn. Đó. Rồi các bạn phải cài đặt lại rất là mất công. Thì tôi khuyên là các bạn nên cài đặt cái Windows 10 Pro này. Thì ở trên cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi có cái kênh YouTube là học lập trình online, thì các bạn phải vô cái kênh YouTube của tôi này.
Đó, thì tôi có kênh YouTube học lập trình online đây. Thì hồi trước thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái Docker trên cái Windows 10 năm 2021, thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt ở trên cái Windows 10 ở dạng Win cho cái phiên bản là Win Home. Thì tôi phải cài đặt rất là nhiều cái tab khác nhau thì nó rất là phức tạp. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái thằng Docker cho cái phiên bản Win Win Pro này, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với cái việc cài đặt trên cái Windows Home của tôi. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cách cài đặt ở trên Windows Home thì các bạn có thể tham khảo cái video này của tôi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái Docker Desktop này. Thì bây giờ tôi sẽ nick cho cái file này và cài đặt. Rồi các bạn nhớ là add tích cho hai cái tuyển chọn này. À, ngoài ra thì để mà cài đặt thì các bạn nên đọc cái mục install Docker Desktop on Windows này. Nó có nhiều cái tự chọn như là install interactively này, rồi install from command line này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt theo cái tự chọn thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt theo cái tự chọn thứ nhất này. Thì tức là chúng ta sẽ cài đặt bằng cách mà chúng ta nick chuột tương tác bằng bằng chuột. Đó, thì nó sẽ có 5 cái tab như vậy. Thì vừa nãy nó show lên cái điện thoại thì chúng ta đang ở cái tab thứ hai này. Rồi, tiếp theo là ở cái bước thứ ba thì nó kêu là chúng ta hãy đi theo mấy cái hướng dẫn và cài đặt và xác thực cái việc cài đặt và xử lý với cái việc cài đặt của các bạn. Rồi sau khi mà cài đặt thành công thì chúng ta sẽ nick cho cơ lâu để mà hoàn thành cái việc cài đặt. Rồi theo là ở cái bước thứ năm thì nó kêu là nếu mà cái account của các bạn không phải là user admin thì các bạn cần phải đi làm cái test thứ năm này, tức là các bạn phải cần phải add cái user của các bạn vô cái user root của cái thằng admin đó. Thì cái user của tôi thì hiện giờ đã đang là user admin luôn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục cài đặt này, tôi sẽ nick cho ok này. Rồi, bây giờ nó đã báo là cài đặt success này. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ nick cho Cloud and Detach này để cho nó detach lại cái máy của tôi này. Rồi, tiếp theo sau khi nó detach thì nó sẽ show lên một cái hộp lại như vậy. Thì các bạn có thể đọc qua mấy cái điều khoản mà các bạn cần phải phải chấp thuận. Thì các bạn sẽ nick cho I accept the term, tức là các điều khoản. Tiếp theo thì các bạn nick cho accept. Rồi, tiếp theo thì nó hiện lên một cái hộp thoại là WSL2 Intonation Incomplete, tức là nó chưa có cài đặt xong ấy. Thì các bạn nó kêu là các bạn cần phải đi theo cái hướng dẫn này để mà cài đặt cái WSL2 Linux Kernel này. Đó, sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn sẽ đi tạm lại. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi theo cái link này. Thì ở trên này ở cái tab thứ 4 này thì nó có kêu là các bạn là download cái Linux kernel update package này. Thì nếu mà các bạn nào đang nó kêu chú ý là các bạn là đang sử dụng cái máy mà cái chip ARM64 có cái phần cứng là ARM64 thì các bạn cần phải download cái gói package này. Nếu mà các bạn không không chắc về cái máy của bạn thì các bạn có thể run cái lệnh này để kiểm tra. Ví dụ tôi chạy cái lệnh này này, tôi sẽ mở cái PowerShell đi. Tôi sẽ mở cái Windows PowerShell này này. Thì cái máy của tôi thì nó là cái x64 Bay PC này. Nó không phải là cái tay đó. Thì thành ra tôi không cần phải download cái này. Thì bây giờ tôi sẽ nick cho đây để mà download và cài đặt.
Rồi, nó đã download xong. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đến cái step thứ hai này, tôi sẽ tân cái update máy kịch và tôi đã download về ở cái bước thứ nhất. Rồi theo đó thì tôi sẽ đi cài đặt nó. Đây. Đây, tôi sẽ đặt một link cho và cài đặt. Rồi tôi link cho net này. Rồi giờ nó đã cài đặt xong thì tôi link cho finish này. Rồi tiếp theo thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ đến cái bước thứ năm này, là chúng ta sẽ set cái WSL2 như là cái phiên bản mặc định của chúng ta. Đây thì tôi sẽ copy cái lệnh này và tôi sẽ vô cái Windows Power Shell này, tôi sẽ chạy cái lệnh này. Đó thì nó đã báo là cái việc cài đặt đã thành công. Thì bây giờ tôi sẽ đi restart lại cái Docker này. Tôi sẽ click vô restart để nó restart lại cái Docker cho tôi này. Thì đó, thì Docker Desktop nó đang tạt đây này. Đó. Đó. Thì bây giờ nó đã cài đặt xong cho tôi rồi này. Rồi bây giờ nó xong lên cái điện thoại là chúng ta hãy bắt đầu với lại cái Docker trong một vài 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 cái bước này. Thì các bạn để click vô tạp này. Đó, thì nó sẽ hướng dẫn các bạn một số cái lệnh này. Ví dụ như là các bạn muốn nôn một cái repository thì các bạn phải tham khảo với cái lệnh này. Đó, rồi theo là các bạn muốn build thì các bạn phải chạy cái lệnh là Docker build này. Đó, rồi theo là cái bước theo là các bạn muốn run cái container của bạn thì các bạn phải chạy lệnh cái lệnh Docker run này. Đó. Rồi theo là các bạn đến test thứ 4 là các bạn share cái email của các bạn. Đó. Tức là các bạn đóng gói cái email của các bạn và share cho những cái member khác chẳng hạn. Đó, thì tôi click vô done này. Đó. Rồi bây giờ thì ở đây thì nó là cái nó show lên cho tôi ở cái tự chọn là container này. Thì bây giờ tôi không có cái container nào thì nó sẽ show lên cho tôi như vậy. Rồi theo cái email này, email là bây giờ tôi cũng không có cái email nào nào hết này. Cái volume cũng không có này. Đó. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như là tôi muốn check thử bằng command xem là cái Docker tôi đã cài đặt success hay chưa thì tôi có thể gõ cái lệnh là Docker trừ trừ version. Đó thì nó show lên là cái Docker của tôi là version 20.10.17 như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể run được cái lệnh là Docker run hello world để test thử xem là cái ví dụ các bạn có cài đặt thành công hay chưa thì các bạn phải gõ cái lệnh là Docker run hello world như vậy. Đó thì nó kêu là nó đang báo là nó không thể tìm thấy cái email hello world local này. Rồi bây giờ nó đang bắt đầu pull mấy cái email hello world về này cho tôi này. Đó thì bây giờ nó đã pull success rồi này. Đó, tức là nó báo như vậy, tức là chúng ta đã cài đặt được Docker thành công. Thì các bạn phải vô lại cái Docker Desktop này, vô cái một container này. Đó thì bây giờ nó sẽ có một cái container gọi là Hello World cho tôi này. Đó. Thì đây là cái container để cho chúng ta test thôi. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn để delete đi này. Là cái email này. Đó thì các bạn sẽ thấy cái email Hello World và cái container của chúng ta này. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là download và cài đặt Docker Desktop trên hệ điều hành Windows 10 bản Pro. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Video tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là giới thiệu cho các bạn về cái Docker Hub và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là download một cái email là cái database là cái MySQL về và chúng ta sử chạy cái Docker email này lên thử trên máy của chúng ta và đồng thời các bạn sẽ tìm hiểu về cách mà sử dụng cái Docker Hub cũng như cái Docker Registry vân vân ở buổi tiếp theo. Đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.